Một ngày mới bắt đầu cùng Amanda và David. Hãy cùng đón xem nhé. Ba lô của mọi người đây. Từ giờ hãy là công dân tốt nhé. Em sẽ nhớ anh lắm, anh David. Cảm ơn anh nhiều. Bọn em đi đây. Tạm biệt, mình đi về thôi. Từ hôm nay chúng ta sẽ làm lại cuộc đời. Với số tiền này ư? Ví ở đâu? Bạn lại ăn trộm đúng không? Biến. Ơ kìa, đứng lại. Con mồi đấy rồi. La 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 la. Ôi da, ai chứ kỳ vậy? Hóa ra là ông cụ mù à. Cậu đi nhầm đường rồi. Cậu ơi, mua ủng hộ cho tôi ít chuối đi. Mồi giúp cho tôi còn có tiền mua bánh ăn. À được, tôi mua hết. Cậu không phải trả lại tiền thừa đâu. Phải thế chứ. Yes. Đồ ngu dốc. Goodbye. Lạnh quá. Sao lại thế này? Cô tuyệt vời. Sổ số đây. Cô ơi, mua vé số ủng hộ cho Jackie đi. Chán quá. Đại ca, mua ủng hộ cho em tờ vé số đi. Tránh ra. Trở lại cuộc sống tự do, con đường hoàng lương trở thành người lương thiện của Jackie thật không dễ dàng. Chờ một taxi đến ngay nhé. Chị ơi, chị mua vé số ủng hộ em với ạ. Đồ ăn mày, đánh ra đi. Cái này là... Chị ơi, chị đánh rơi ví này. Ấy chà chà, con mồi đấy rồi. Chị ơi, ví của chị này. Hả? Đúng là của tôi rồi. Đồ ăn cướp, bớ làng nước ơi. Ăn trộm. Quá ra, dám nẫn tay chân của tao hả? Bắt lấy nó. Thôi, tôi sẽ gọi cảnh sát, tống ngươi vào tù. Không phải em vô tội mà. Hình như ở kia có gì thì phải. Có chuyện gì vậy? Không, anh cảnh sát, em vô tội. Anh ơi, anh phải tin em không phải người như thế. Ví này em nhặt được, còn mèo mới là người xấu. Đừng có bịa đặt chứ. Mọi người bình tĩnh đi. Alo, có báo án. Khỉ đã bị một tên mèo không rõ tung tích giả dạng làm người mù, rồi lừa đảo chiếm đoạt xe máy rồi bỏ trốn. Theo nhận dạng, khá giống với tên mèo mới ra tù. Ok, tôi biết rồi. À, may quá, có camera. Mọi người hãy xem lại camera để biết được ai là người nói dối. Thôi chết rồi, lộ rồi. Chạy thôi. Chạy đi đâu? Lên xe, nhanh lên. Cảm ơn Jackie, bạn đã làm được một việc tốt. Xin lỗi, mình có chút hiểu nhầm. Mình sẽ mua hết vé số cho bạn nhé. Em cảm ơn. Bằng này đủ rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội làm lại cuộc đời.